Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Trở lại với nhìn sang tình hình Việt Nam trong tuần lễ vừa rồi thì có biến cố lớn nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của nhiệm kỳ này. Và trong hội nghị đó, 100% số ủy viên Trung ương Đảng đã chính thức đề cử ông Nguyễn Phú Trọng lên thay ông Trần Đại Quang là trong vai trò Chủ tịch nước. Tức là lần đầu tiên kể từ thời ông Hồ Chí Minh, một cá nhân đang lãnh đạo đảng và lãnh đạo nhà nước luôn. Anh Nguyên nghĩ là ông Trọng sẽ làm đây cái bước đầu tiên trên cái con đường mà ở lại luôn, làm lãnh tụ muôn đời. Ông Trọng thì cái vấn đề mà ổng là sau cái đại hội 13 năm 2021, đầu năm 2021, ông có tiếp tục nữa hay không á, thì nó còn một số rào cản. Nhưng mà cái điều mình thấy rõ ràng là ổng tiếp tục, ổng củng cố quyền lực của ổng. Có thể nói là trong cái lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, xin lỗi, thì là ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người quyền lực hơn cả Lê Duẩn nữa. Trong lịch sử có thể gọi là cái người quyền lực nhất Tổng Bí thư và kiêm Chủ tịch nước, chỉ thua ông Hồ Chí Minh thôi. Thì hồi ông Lê Duẩn thì còn có Trường Chinh, còn có Võ Nguyên Giáp, thì là ông Lê Duẩn còn ké né. Nhưng mà bây giờ ông Trọng là không có đối thủ. Những đối thủ ông đã diệt hết, Nguyễn Tấn Dũng bị giăng, rồi Trần Đại Quang chết. Thì nhưng mà tôi nhìn cái vấn đề cái quyền lực ông củng cố, ông độc quyền, nhưng mà vững hay không lại là vấn đề khác. Tôi nhìn nó giống như hâm thi đâm thi, đó là hâm thi đâm thi là một quả trứng nó ngồi ở trên cái đỉnh của cái bức tường. Đó là mình ngồi rất cao, nhưng mà bởi vì nó là vốn của nó là quả trứng là nó dễ lăn dễ rớt. Thì đó, vấn đề của ông Trọng là bây giờ ông thu tóm quyền lực, tức là ông ngồi rất cao nhưng dễ lăn dễ rớt là bởi vì ông có quá nhiều đối thủ. Đối thủ ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta coi lại cái phim Nguyễn Tấn Dũng đi chung quanh quan tài Trần Đại Quang là nhìn ông như là dao cắt. Mình thấy con của ông Trần Đại Quang và vợ của ông Trần Đại Quang cũng nhìn ông là coi như là gươm dao, tức là kẻ thù mình thấy rõ. Rồi ông Phạm Minh Chính, tức là ông mà trưởng ban tổ chức Trung ương, là ông nuôi cái tham vọng, ông là con gà của Trung Quốc, ông nuôi cái tham vọng là trở thành Tổng Bí thư, thì bây giờ coi như là không có đường nữa. Cái trước mặt là mình thấy là ông là cố ý, gần như là cố ý muốn cho Trần Đại Quang chết trước cái hội nghị Trung ương 8 được tổ chức vào 2 tây tới 6 tây tháng 10 này. Tức là chúng ta đang nói chuyện ở đây thì họ đang tiếp tục cái hội nghị Trung ương 8. Thì hội nghị Trung ương 8 tới tuần ngày 2 tây tới 3 tây ấy, thì 100% là ủng hộ ổng là chủ tịch nước. Nhưng đây là cái game, cái trò chơi mà ổng đã chuẩn bị từ lâu. Cái chuyện mà ông Trần Đại Quang bị bệnh đó, cách đây chừng 5 rưỡi ông bị bệnh đó, thì cái bệnh đó là ông Nguyễn Quốc Triệu, tức là ông bác sĩ của đảng á, là ông lo về sức khỏe đảng, thì nói là bị một cái di trùng lạ và hiếm. Mà cái thời đại này thì di trùng nào thì là y học Tây Phương cũng đều biết cả, mà nó là di trùng lạ và hiếm. Thành có nhiều người cho rằng là ổng bị đầu độc. Thì cái chuyện mà ổng có đầu độc hay không chúng ta không có cái gì để chứng minh được. Và nói là ông Trọng có đầu độc ổng hay không thì chúng ta không chứng minh được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy rõ đó là ổng đã bị bệnh gần chết, nhưng mà đảng bắt ổng phải là làm việc rất là làm sáng trưa chiều. Đó, nhờ ổng đi dự hội nghị Đà Nẵng xong đi vô Sài Gòn không chạy về Hà Nội họp đó. Một ngày ổng đi 3-4 chỗ, rồi tới cái ngày mà ổng gọi là ổng gục ổng chết tại cái bàn, tại cái chỗ mà ổng đọc diễn văn đó, thì cũng là ổng đang làm việc, rồi những cái lãnh tụ thế giới tới ổng phải làm việc. Thì tức là một cái sự cố ý của đảng bắt ổng phải làm việc thay vì để ổng nghỉ ngơi, để mà ổng có thể chết càng sớm càng tốt. Thì ổng chết xong rồi thì chúng ta thấy rằng là ông Trọng, ông Kim luôn họp ngày 2 tây tháng 10, 3 tây tháng 10, 100%, tức là có luôn cái phiếu của ổng. Và ổng cũng làm bộ, ổng nói là tôi rất là ngạc nhiên, dĩ nhiên ngạc nhiên vì đây là cái trò chơi của ổng. Nhưng mà cái game này chúng ta thấy, thứ nhất là họp lại hai cái chức vụ đó đó, thì nó đưa tới cái vấn đề là giữa hiến pháp và giữa đảng. Bây giờ đảng vẫn đứng trên luật. Bây giờ ông là chủ tịch nước thì đó là ông nằm trong cái phạm vi hiến pháp. Nhưng mà ông là tổng bí thư là ông lại đứng trên hiến pháp. Bây giờ nó nhớ là đảng là đứng trên hiến pháp. Bởi vì
ông chính ông Trọng nói là hiến pháp đứng dưới điều lệ đảng mà đó. Bởi vì cái giai cấp đảng cộng sản họ đứng trên luật, khi nào mà khai trừ thì mới áp dụng luật thôi. Thì đó, vấn đề đó là ở đây ông đã nắm vào cái vị trí đó, và từ đây cho tới năm 2021, đầu năm 2021 là ông là chính thức tổng bí thư và kiêm chủ tịch nước. Và đại hội 13 năm 2021 thì có hai cái option. Thứ nhất là ông sẽ tiếp tục ông ngồi nữa giống như Tập Cận Bình, tức là sửa hiến pháp ngồi nữa, chưa cần sửa hiến pháp nhưng mà ông tiếp tục ngồi nữa. Và thứ hai là ông sẽ đưa một người mà là gọi là bù nhìn đó, mà theo tôi thấy đó là ông Trần Quốc Vượng, tức là một người bù nhìn lên là để làm tổng bí thư và chủ tịch nước, và ông đứng sau ông làm thái thượng hoàng. Bởi vì đây là cái cách ông tiếp tục ông củng cố quyền lực của ông ta. Chú Khiêm nghĩ ông làm nổi không với tuổi của ông Trọng bây giờ? Thì ông Trọng đã bắt chước cái cách làm việc của Tập Cận Bình. Nhưng mà chúng ta trở lại vấn đề của Trung Quốc, chúng ta biết là mỗi một ngày buổi sáng khi ông Tập Cận Bình ông ấy vừa tỉnh dậy buổi sáng đó, thì ông ấy gọi tên cái phone của tất cả các tỉnh gọi về để cho biết rằng bao nhiêu người biểu tình, bao nhiêu đoàn biểu tình. Có nghĩa là ngay kể cả Trung Quốc bây giờ nó cũng không ổn định nữa, huống chi bây giờ Trung Quốc đang gặp cái khó khăn, rất nhiều khó khăn. Vì vậy cho nên khi mà ông Trọng dựa vào cái cách của Trung Quốc, mà Trung Quốc thì dĩ nhiên là nó mạnh hơn là Việt Nam nhiều, bây giờ ông muốn gom tất cả mọi cái quyền hành vào trong tay của ông ấy, thì điều này đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ trong một giai đoạn mà thôi. Vì chúng ta biết rõ một điều là ông Trọng rất nhiều những cái đối thủ, và mặc dù ông đã mang lò đó, ông đốt bao nhiêu người, nhưng mà những người đó chỉ là một phần thôi, còn rất nhiều những người khác sẽ có thể người ta vẫn cảm thấy ông Trọng sẽ là mối nguy hiểm. Cho nên Nguyễn Phú Trọng tôi nghĩ rằng lên tham quyền lực thì nắm tất cả mọi thứ, nhưng mà càng ngày càng nhiều kẻ thù, và cái vị trí ngồi của ông Trọng sẽ không được bền. Đó là cái trường hợp mà chúng ta có thể nhìn thấy là càng leo cao lên bao nhiêu thì cái sinh mạng của Nguyễn Phú Trọng càng như là chỉ mảnh bấy nhiêu thôi anh. Từ những người đầu tư ngoại quốc hay sao chứ? Họ có muốn có bây giờ có một tập hợp quyền lực trong một người về có về làm việc không? Cái đó hai cái nó lại khác. Tại vì khi đầu tư ngoại quốc đó, họ muốn cái gì? Họ muốn là Việt Nam mình bình yên, không có xáo trộn. Nếu mà ông Trọng mà nắm được cả hai đó thì là sẽ bớt xáo trộn. Cái đó là đối với người đầu tư ngoại quốc thôi. Thì do đó là tôi nghĩ là đây cũng là một cái lợi cho Việt Nam nếu mà nắm được cả hai. Còn cái chuyện mà chống đối trong đảng hay chống đối các cái phe phái đó thì là một chuyện khác. Nhưng mà nếu mà hai bên về vấn đề kinh tế đó mà nói đó, nếu mà có bình yên không có xáo trộn đó thì là họ sẽ đầu tư thôi. Đó là cái chuyện quý vị biết là dân đầu tư thì họ đâu có vì họ yêu Việt Nam hay gì đâu, nhưng mà nếu họ yêu là có cái vấn đề là họ yêu tiền thôi. Nếu mà họ làm được tiền mà có ổn định để họ làm ra tiền thì họ sẽ đầu tư vô, còn nếu mà không có ổn định thì họ xách tiền thì họ đi chỗ khác. Đó, cái chuyện đó là ở chỗ đó. Mà ở đây đó, nếu mà ông Trọng nắm được cả hai bên đó thì tôi thấy đây là cái mộng từ lâu rồi. Tại vì ông nào cũng muốn bắt chước Nga trước, rồi bắt chước Trung Quốc, rồi bây giờ là Việt Nam cũng muốn vừa làm chủ tịch nước và vừa làm tổng bí thư, thì đi đón mới có 21 cú cà nông chứ còn nếu mà tổng bí thư tới ai mà bắn 21 phát đại bác phải không để đón chào. Thành ra ở đây đó, cái chuyện đó thì tôi nghĩ là vấn đề là đảng cộng sản muốn đưa ông lên thì tôi nghĩ sẽ được lên thôi, nhưng mà ở bao nhiêu lâu là một chuyện khác. Thì đó là cái chính trong cái việc này. Anh Nguyên nghĩ là cái chuyện mà nhất thể hóa ở Trung ương như vậy rồi nó sẽ bắt đầu một cái, nó làm cái gương cho tất cả những người bí thư tỉnh ủy ở địa phương. Bây giờ những ông bí thư tỉnh ủy ông nào sẽ muốn làm chủ tịch? Bây giờ vấn đề hiện giờ là họ muốn nhất thể hóa, tức là để mà cái bây giờ vấn đề là đảng lãnh đạo, tức là mấy ông thật sự bí thư hay là bổng tổng bí thư là đều có thực quyền nhưng mà không trách nhiệm. Không có trách nhiệm, bây giờ đứng ngoài cái hiến pháp mà, đứng trên hiến pháp đâu có trách nhiệm. Tại bây giờ muốn cho mấy ổng là có trách nhiệm
có trách nhiệm thì là phải kiêm luôn, là bí thư là phải kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tức là thị trưởng đó. Thì bây giờ phải ông tổng bí thư là phải là chủ tịch nước, là phải có trách nhiệm, mà hãy có trách nhiệm thì bây giờ phải đặt lại cái vấn đề hiến pháp. Bây giờ là cái hiến pháp thì nói là đảng lãnh đạo, nhưng mà hiến pháp là nói rằng là quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Thì bây giờ vấn đề bây giờ hiến nó có cái conflict, cái mâu thuẫn giữa một bên là điều lệ đảng và một bên là cái hiến pháp, mà ông Trọng ông nói rõ là điều lệ đảng là cao hơn hiến pháp. Bởi vì cái những cái người mà lãnh đạo là họ không chịu trách nhiệm, họ có quyền nhưng họ không chịu trách nhiệm. Bây giờ vấn đề nhất thể quá nó đơn giản bộ máy, nhưng mà vấn đề trách nhiệm bây giờ phải coi lại cái hiến pháp, đó là cái vấn đề. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này, và xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình tuần tới.